Ok, clip này em sẽ tiến hành em test cái con center JBL nha anh em. Con này thì được thiết kế là mặt lưới màu đen ha, tem đỏ và cái màu của nó là một cái màu nâu đỏ rất là đẹp anh em ạ. Đó, và đây chính là mặt sau nha. Con này tuyệt vời đẹp luôn anh em. Đó. Con này là center của JBL nha, CS100 ha, center CH. Đó. Con này thì trở kháng là 8 ohm, công suất nhỏ nhất là 10W ha, và công suất hoạt động của em nó là tầm vài chục W nha anh em. Đó. Và công suất lớn là tới 100W lận. Con này công suất khá là khỏe nha. Thì những dòng center thì nó hoạt động tầm cái chừng vài chục W anh em. Đó thì anh em mình đấu tụ hoặc ngõ center thì anh em mình chơi karaoke với lại loa bass 2530 là vô tư ha. Đó rồi, và bây giờ thì em sẽ tiến hành em test trước một đoạn nhạc đi, và sau đó thì em sẽ đo kích thước đầy đủ cho anh em mình xem nha. Chỉ một con này hát thôi nha anh em ha, một con này hát thôi. Góc cạnh đây thiết kế rất là đẹp ha. Đó. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người, mất môi thiết tha một chiều gió nhẹ bay, nhớ chăng người ấy tình đầu anh giờ đang ở nơi nào. Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang, mà giờ đây anh đang trốn nào, biết chăng em buồn. Từng chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu. Khóc cho lần cuối tình mình, sao giờ theo cánh chim trời. Đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim, giờ tim đau mỗi hôm đã xa. Chào hôm nào mưa buồn như xóa đi bước chân mình qua nơi này, tiếng mưa rơi quặn thắt như vô tình, làm sao để ngừng nhớ. Bao giờ quên hết đi mất môi nồng say, tìm nhau trên lối về, gửi vào trong ký ức. Nhớ mãi tháng ngày qua, mình bên nhau hạnh phúc với ngọt ngào, mãi mãi không rời xa. Giờ còn đâu ngủ đi tìm nhé. Trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu, khóc cho lần cuối tình mình. Rồi ok, em vừa test cho anh em mình nghe một đoạn nhạc nha. Nó thì em chỉ test trên một con loa center này thôi. Thì em lựa một cái bài nào mà nó có cái tiếng lời ha, tiếng lời ca sĩ cho anh em mình nghe. Đó. Thì anh em mình có hỏi là con loa center này nó trợ được cái tiếng lời ca sĩ hay là tiếng lời karaoke của tiếng mic mình ca, thì em xin thưa là trả lời cả hai nha anh em. Đó. Nó trả lời vừa cái tiếng lời của ca sĩ, và khi mà anh em mình karaoke thì nó trợ luôn cả cái tiếng lời của anh em mình ca luôn nha. Đó. Thì khi mà anh em mình sử dụng những cái bộ dàn karaoke nghe nhạc á, mà có những con loa center con loa trả lời, thì cái tiếng mic của nó rất là nhẹ ca nha anh em. Đó, ca rất là thích luôn. Cái mẫu này thì em cũng bán mấy con rồi anh em ạ. Nhưng mà cái con này lần này nó về thì nó khá là đẹp nha. Con này lần này về thì tuyệt đẹp luôn anh em. Cái mẫu này thì em bán cũng mấy con rồi, bán nhiều rồi ha. Đó. Thì mỗi một lần về thì nó sẽ có cái ngoại hình nó khác nhau một tí, tại vì hàng là hàng bãi nha anh em, hàng bãi chứ không phải là hàng mới 100%, cho nên là mỗi một lần về thì em đều quay rất là kỹ cho anh em mình xem, và em có báo giá đầy đủ nha. Đó, con này thì center JBL nha, CS100 center CH ha. Đó. Đây là số series của em nói nha, 9900 2878 ha, rất là đẹp. Đó.
công suất dao động từ 10 tới 100W 8 ohm nha anh em. Thì khi anh em mình mua hàng á, anh em về anh em mình đấu vào ngõ center nha, hoặc là anh em mình đấu trực tiếp từ Amply hoặc là men đẩy á, thì nói em sẽ tặng kèm tủ cho. Thì khi mà anh em mình đấu qua tủ rồi thì không có ảnh hưởng tới cái trở kháng số ohm của bộ loa mà anh em mình đang có nha. Đó. Ví dụ như anh em mình đang sử dụng loa 4 ohm đi, thì anh em mình đấu thêm cái loa center này vào thì loa anh em mình vẫn là 4 ohm, không có thay đổi số ohm nha anh em. Đó. Con này mặt sau thì được thiết kế là màu đen nha anh em. Đó. Con này thì nó thiết kế cái mặt sau của nó là cái chất liệu này nè, nó không có khô ha. Chất liệu này nó làm dạng rất là mịn anh em, cho nên là cái keo dán cái tem này nè nó không có bị rớt nha. Chứ cái chất liệu này mà người ta làm chất liệu khô á thì theo năm tháng cái tem này dễ bị rớt lắm. Còn cái tem này dính rất là chắc luôn ha. Đó, và đây là một cái tem made in USA nằm ở trên này nữa này nha. Đó. Toàn bộ là hàng zin đẹp nguyên bản nha anh em. Đó. Đây, và đằng trước thì nó sử dụng một con loa chép ở giữa và hai con loa lời hai bên nha anh em. Tuyệt và đẹp luôn nha. Hàng em đã kiểm tra zin 100% ha, thép cũ lo là không có hàng rỉ luôn, đẹp keng nha anh em. Mặt lưới thì cũng đẹp luôn, không có lủng rách ha. Đó, và tem đỏ rất là đẹp. Rồi, con này là tuyệt vời, không có điểm nào chê nha anh em. Đó. Và chất âm thì cũng rất là hay, em đã test đầu clip rồi. Đường kính chiều ngang của em nói là 40,5 cm nha. Còn chiều cao là 16,5 nha anh em. Chiều cao là 16,5. Còn chiều sâu của em nói ha, chiều sâu của em nói là 17 nha anh em. Chiều sâu là 17 cm ha. Đó. Đây. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Con này tuyệt vời ha. Giá thì em để trên phần tiêu đề cho anh em mình tham khảo ha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Nếu như mà anh em mình thấy cái chữ đã bán thì con này em đã bán nha. Và anh em mình có nhu cầu về center JBL thì cứ nhắn Zalo cho em. Em sẽ gửi mẫu khác ha. Tại những cái dòng center JBL em về rất là nhiều. Nhưng mà mẫu mã của nó thì nó sẽ khác nhau đôi chút. Nhưng mà về chất âm thì nó cũng 90 như nhau ha. Anh em mình có nhu cầu center thì cứ nhắn Zalo. Em gửi hình ảnh và em báo giá cho anh em mình nha. Nếu như mà anh em mình thích con này mà thấy còn giá thì anh em mình cứ liên hệ ha. Còn em để chữ đã bán thì anh em mình có thể liên hệ Zalo để mà em gửi cái mẫu khác cho anh em mình tham khảo nha. Rồi xong thì clip của em cũng xin được kết thúc tại đây thôi. Xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.